Thảo xin chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng theo dõi những diễn biến của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 5 tháng 6 qua phần trao đổi với chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Thảo đã đến với chương trình ạ. Thưa chị, mở cửa phiên giao dịch của thị trường chứng khoán ngày 5 tây tháng 6 thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index đã tăng trưởng khá tốt nhờ sự hỗ trợ của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà cụ thể là nhóm ngân hàng. Thì chị có thể phân tích cụ thể hơn diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch sáng nay ạ? Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với tâm lý khá là lạc quan. Dòng tiền thì tiếp tục chảy mạnh vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn như là Vietcombank, Vinamilk và những cái cổ phiếu nằm trong gỗ VN30. Thị trường tăng điểm tốt góp phần là nhờ vào cái cổ phiếu Vinamilk. Trong phiên giao dịch sáng nay thì có lúc thị trường cổ phiếu Vinamilk đã tăng hơn gần 3% lên cái mức là 155.500 đồng một cổ phiếu. Cổ phiếu ngân hàng thì tiếp tục có cái lực cầu mạnh đẩy thị giá lên và nhóm ngành này tăng rất tốt. Ví dụ như là cổ phiếu Vietcombank đã tăng gần 2% lên cái mức giá là 37.000. Cổ phiếu BIDV tăng hơn 2,73% lên cái mức giá là 18.750 đồng một cổ phiếu. Còn cổ phiếu STB tăng 2,82% lên cái mức giá là 12.750 đồng một cổ phiếu. Sau cái thông tin cái cổ phiếu này được thêm vào cái quỹ ETF. Và một cái nhóm ngành khác đó là nhóm ngành cổ phiếu xây dựng bất động sản thì lại không được hưởng lợi nhiều. Ví dụ như là những cổ phiếu như Vincom, KBC, DIG, Đất Xanh, IGC thì lại liên tục giằng co quanh cái mức giá tham chiếu. Ngoại trừ cái cổ phiếu NVL thì được tăng khá là nhiều sau cái thông tin là được thêm vào danh mục của cái quỹ FTSE. Và những một số cổ phiếu khác của ngành khoáng sản đồng loạt thì được tăng cũng khá là ấn tượng như là KSA, AMD, KSH, TNT trên sàn thành phố Hồ Chí Minh. Và những cái cổ phiếu như ACM, KSQ, ALV trên sàn Hà Nội. Thì ngoài ra thì một cái số mã khác dù chưa được cái sắc tím nhưng cũng có đà tăng khá là tốt. Ví dụ như cổ phiếu của nhóm khoáng sản tăng khá là mạnh. Sau cái thông tin về việc chính phủ là đề nghị tăng khai thác cái nhóm ngành khoáng sản để phát triển kinh tế và đảm bảo cho cái mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,7% trong cái năm nay. Và ở chiều ngược lại thì những cái mã như mã ROS, mã CTD, mã SAB và HBC thì lại giảm đà kìm hãm cái đà tăng chung của thị trường. Và đặc biệt là mã ROS thì có lúc giảm đã gần 3%. Thì tạm dừng cái phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN Index tăng 5,64 điểm và khoảng 0,76% lên là 744,45 điểm. Còn sàn Hà Nội thì tăng 0,86 điểm, khoảng 0,91% là và lên 95,22 điểm. Thì thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức khá cao là 160 triệu đơn vị và tương ứng là giá trị là 2.897 tỷ đồng. Thưa chị, như chị có trao đổi thì trong phiên giao dịch sáng nay thì cổ phiếu của Vinamilk đã giao dịch khá tích cực và có cái một cái lượng cầu khá là nhiều. Thì nguyên nhân vì sao mà cổ phiếu Vinamilk lại có sức hút trong sáng nay như vậy ạ? Theo quan sát cá nhân của tôi thì cổ phiếu Vinamilk sau khi vượt cái vùng giá 148.000 đến 150.000 thì cổ phiếu này đã đi ngang và tích lũy tổng cộng khoảng là 10 phiên liên tiếp. Và bước vào cái tăng giá của cổ phiếu Vinamilk sáng ngày hôm nay thì đã có thể được xem là mở ra một chu kỳ tăng giá mới của cổ phiếu Vinamilk. Chu kỳ tăng giá này theo tôi thì được hỗ trợ bởi những các yếu tố như sau. Thứ nhất là theo như Vinamilk thì thị phần của Vinamilk trong ngành sữa đã tăng 130 điểm cơ bản lên khoảng là 51% tính theo sản lượng trong năm 2016. Và đẩy mạnh tăng trưởng nhờ vào việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Và cái yếu tố thứ hai của Vinamilk đó là nhóm cổ đông lớn F&N và các công ty có liên quan liên tục đã đăng ký mua vào cổ phiếu Vinamilk và tạo cái lực cầu nâng giá cho Vinamilk lên, là khiến cho cổ phiếu Vinamilk liên tục tăng. Và cái yếu tố thứ ba là kỳ vọng của giới đầu tư đã kỳ vọng vào cái cổ phiếu Vinamilk và cái kết quả kinh doanh khá là khả quan trong quý 2 này. Thưa chị, trở lại với thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều thì chị thấy đâu là những điểm mà nổi bật đáng chú ý của thị trường ạ? Tiếp theo cái đà tăng của phiên sáng, tiếp nối buổi chiều thì tầm 30 phút đầu mở cửa phiên chiều,
lực cầu vào thị trường khá là tốt, đã kéo cho VN Index vượt ngưỡng 745 điểm. Tuy nhiên thì vào gần cuối phiên, đà tăng có phần thu hẹp lại do cái áp lực bán chốt lời đã kéo VN Index chỉ còn tăng khoảng 4,68 điểm, đóng cửa mức là 743,49 điểm. Với thanh khoản duy trì thấp so với mức bình quân ở mức hơn 3.500 tỷ đồng, tương ứng gần 158 triệu đơn vị khớp lệnh, thì cũng tương tự với sàn thành phố thì sàn Hà Nội HNX Index sau khi chạm ngưỡng 95 điểm thì cũng quay trở về giảm và đà tăng chỉ còn tăng nhẹ là 0,57 điểm, đóng cửa ở vùng 94,93 điểm, gần 565 tỷ đồng, tương ứng là gần 62 triệu đơn vị khớp lệnh. Thì cái điểm nổi bật của phiên chiều đó là cái nhóm ngân hàng cũng thu hút dòng tiền khá là mạnh và hầu hết các cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì được cái đà tăng, kéo chỉ số tiếp tục tăng lên, ví dụ như là BIDV thì đóng cửa tăng hơn 2%, Vietcombank thì tăng gần 3% và STB sau thông tin được thêm vào cái gỗ ETF trong đợt review sắp tới thì lực cầu khá tốt và đến từ khối ngoại như là chiếm hơn 270.000 cổ phiếu, gần 10%, và cái khối lượng khớp lệnh kéo cổ phiếu STB tăng hơn 2% với cái khối lượng giao dịch thỏa thuận hơn 25 triệu đơn vị vào cái cổ phiếu STB này. Thị trường thì duy trì đà tăng chủ yếu ở những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ở cái chiều ngược lại thì nhóm blue chip cũng có cái phiên giao dịch không mấy được khởi sắc khi hầu hết các mã đều giảm và về cái mức tham chiếu như là những cái cổ phiếu như Bảo Việt, FPT, Vincom và SAB. Và cái điểm nổi bật trong cái phiên hôm nay thì có cặp đôi HAG và HNG sau khi mà thông tin đã loại cái bộ đôi cổ phiếu này ra khỏi ETF trong cái đợt review sắp tới, thì từ cái phiên sáng bộ đôi cổ phiếu này đã bị bán khá là mạnh và vào phiên chiều thì không thể nào tránh khỏi các cái đà lao dốc với áp lực bán kéo mạnh khiến hai cổ phiếu HAG và HNG đã giảm sàn và thanh khoản hơn 1 triệu đơn vị, trong đó các khối ngoại bán cái cặp đôi cổ phiếu này là gần 2,2 triệu đơn vị với mức giao dịch gần 4,7 triệu đơn vị, cao hơn so với mức bình quân. Thưa chị, hiện tại thì chúng ta thấy cũng đã có xuất hiện một số thông tin ảnh hưởng không mấy tích cực tới thị trường từ những yếu tố nội tại như là lượng margin rất là lớn cũng như là những yếu tố ở ngoài tác động, chẳng hạn như là giá dầu đang giảm, chỉ số PMI thì cũng có xu hướng là suy giảm, rồi khả năng Fed tăng lãi suất cũng như là cái việc mà tỷ giá có thể tăng, thì chị đánh giá những cái yếu tố này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường trong thời gian sắp tới ạ? Có thể thấy tháng 6 là cái tháng có ít thông tin hỗ trợ cho thị trường và nhiều khả năng là sẽ khó có những cái biến động mà tích cực trong cái thời gian này. Không loại trừ việc thì sẽ có những cái phiên thị trường sẽ sụt giảm mạnh do là từ tâm lý lo sợ trong cái phiên giao dịch ngắn hạn. Thì dù sao đi nữa thì giao dịch ngắn hạn ở cái thời điểm mà thị trường điều chỉnh và đi ngang sẽ rất là khó khăn hơn cho nhà đầu tư. Thì với cái chiến lược theo tôi thì sẽ nắm giữ cổ phiếu mạnh với cái tỷ trọng hợp lý và quan sát diễn biến thị trường được đánh giá cao hơn trong cái giai đoạn này. Thưa chị, hiện tại thì chúng ta thấy thị trường cũng không còn những cái nhóm cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường. Chẳng hạn như là nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cũng không tốt, không còn được tốt như kỳ vọng, và một số cổ phiếu lớn, chẳng hạn như là Vinamilk hay là Roche thì cũng có những cái diễn biến khá là bất thường. Trong cái thời gian sắp tới thì chị nghĩ rằng đâu sẽ là những cái nhóm cổ phiếu cũng như là đâu sẽ là những cái cổ phiếu mà sẽ tạo nên cái sự tăng trưởng cho chỉ số VN Index ạ? Khi mà chúng ta phân lớp các cổ phiếu để mà theo dõi thì ngoài cái nhóm ngành ngân hàng hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy cái nhóm cổ phiếu nào đủ tiềm lực để mà dẫn dắt thị trường lên đỉnh cao mới. Thì vừa qua ngân hàng nhà nước cũng tổ chức hội nghị nội bộ thông báo một cái số thông tin khá là tốt, thì theo tôi điều này sẽ tác động tích cực đối với ngân hàng trong thời gian tới. Và cùng với đó, dự kiến vào ngày 21 tháng 6 thì dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết xử lý nợ xấu. Và nếu được thông qua thì những cái điều kiện này sẽ tác động khá là tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vì vậy thì theo tôi, cái hiện tại thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ đi vào cái trạng thái là tích lũy và chờ thời điểm bùng nổ sẽ dẫn dắt chỉ số. Lời khuyên cho các nhà đầu tư trong cái giai đoạn này là như thế nào thưa chị? Trong hoạt động trong những cái phiên giao dịch tới đây thì theo quan điểm của tôi, nhà đầu tư nên hạn chế tham gia những cái cổ phiếu mà có yếu tố thị trường khi mà dòng tiền thị trường chưa có thực sự là được cải thiện, và nhà đầu tư nên duy trì danh mục với cái tỷ trọng cổ phiếu vừa phải
việc tích lũy cổ phiếu tốt thì có thể tiến hành trong những cái phiên mà giảm điểm. Những cái hoạt động giải ngân cần hết sức thận trọng và hạn chế những cái hoạt động giải ngân nếu mà không xuất hiện những cái tín hiệu phản hồi tích cực từ thị trường trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn phần trao đổi của chị ạ. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh FBC để đến với phần điểm tin.